đời sống miệt thứ, là ai, làm gì và ở đâu. Và hôm nay, miệt thứ 11 sẽ thẳng tiến về hướng Tây, hướng về xã Vân Khánh, đi từ chợ thứ 11. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một nghề rất quen thuộc của người dân miền sông nước miền Tây, đó là nghề giăng lưới bắt cá trên sông. Này mình giăng lâu chưa cho cô chú? Giăng lâu chưa? Là cô chú là ở đâu mà đến đây giăng? Ở thứ ba hả? Cô chú qua đây tí xíu được không? Cho con quay cái gì đó, con cá chốt á. Cho con quay tí xíu, hỏi thăm tí xíu coi. Ở thứ ba xuống luôn hả chú? Ủa tại sao lại đi xa như vậy? Rồi ngày nào mình cũng đi hay sao ạ? Ngày nào cũng đi. Làm sáng mấy giờ mình đi? 3 giờ. Sáng 3 giờ sáng đi. Và đến đây mấy giờ chú? 5 giờ. Một ngày như vậy thì thu hoạch của mình được khoảng bao nhiêu kg cá này chú? Dạ. Chú là bao nhiêu tuổi rồi hả chú? Còn cô? Vậy là quá khỏe luôn rồi. Gia đình mình có con cái gì không? Có mà đó, có vợ có chồng hết trơn rồi. Vậy là bây giờ hai ông bà già ở một mình? Rồi đi làm bữa này thứ nhất con thấy là mặc dù nó mệt nhưng mà nó vui phải không cô? Chứ bây giờ nếu mình không có việc gì mình làm là con thấy ức chế lắm đó. Bây giờ mình đâu có đi lao động nặng nữa đâu. Đi làm công ty không gì ra được đâu. Dạ đúng, mình cũng hết tuổi lao động rồi chú ơi. Dạ cô ơi, chú ơi cho sát vô xíu con quay mấy con cá này coi. Con thấy nó bự quá, nó mập quá luôn á. Mà sao cá chốt ngoài chợ không được bự như vậy? Cái đó cá gì chú? À cá cờ hả cô? Cá chốt cờ. Wow. Chú ơi cho con hỏi bây giờ 1 ký thì chú bán bao nhiêu đây? 1 ký 50. Mà bây giờ người ta muốn mua thì người ta đến đâu mua? À tức là cô đem cá chốt thứ 11 lên thứ 3 bán. Cân thứ 3. Vậy là bà con trên thứ 3 là ăn cá chốt sáng xẹo rô. Cá chốt miệt thứ nha bà con. Coi bất ngờ quá. Cũng phải đi làm để mình có cho bà con bán. Rồi cảm ơn cô chú đã chia sẻ. Chúc cô chú có nhiều sức khỏe nha. Và ngày nào cũng trúng rất là nhiều cá như vậy. Thứ 11 là nhiều cá chú ha. Rồi bye bye cô chú.